How chữ gì? Chữ Đức. Oh. Quay đây bao giờ nào? Không, nói thế. Mụn trứng cá của bạn ấy rất là nặng chị ạ. Hiện tại bây giờ thì nếu mà mình mô tả chính xác thì nó ở cái giai đoạn là đang viêm nhiều. Nó viêm và nó để lại rất là nhiều những cái vết thâm, như là sẹo. Mình gọi nó là một bãi chiến trường chính xác hơn. Đấy. Bởi vì cuộc chiến xảy ra và mặt của em nó là chiến trường. Cuộc chiến nó xảy ra trên da của em. Hãy xem nào. Trong đó nó góp phần của rất nhiều yếu tố. Một là da của em thì nó rất là nhiều dầu nhá. Thứ hai là cái lỗ chân lông bị tắc. Và thứ ba là cái vi khuẩn ở trên da của bạn ấy nó phát triển mạnh lên và nó gây hiện tượng viêm. Đấy, cộng thêm nữa đổ thêm dầu vào lửa đó là dùng tay để nặn. Đúng không? Tay tối qua ngủ thấy nặn. Đây nhìn này, nhìn là biết dùng tay để nặn rồi. Ok. Cái này xem nào. Cái này nào. Thật ra dùng tay để nặn ấy thì cũng là một kỹ thuật để xử lý mụn, nhưng mà thường là cái tay của em nó không đủ sạch. Thứ hai là kỹ thuật của em nó không đủ chuẩn, nên là thường là cái mụn nó sẽ vỡ ra theo những cái chiều hướng khác nhau và từ đó thì mặt của em nó sẽ có sẹo. Một điều nữa là khi tay em chạm vào các vị trí khác nhau ấy thì mặt của em nó sẽ ấy, nó viêm, nó sẽ lan rộng do vi khuẩn nó được mang từ các vị trí này đến vị trí khác. Đấy. Cái này thứ nhất là em có muốn điều trị nó nhanh hiệu quả không? Có chứ, đúng không? À đây, để thế này. Mày đẹp trai này không? Quá nào, chẳng hợp tác gì cả. Ok. Nếu mà hợp tác được, anh sẽ cố gắng trong vòng khoảng 4 tuần mặt của em phải được đến 90%. Tầm như thế. Bây giờ thì phải cố gắng rồi, không cố gắng thì cố gắng. Một là hôm nay thì mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên cái mụn ẩn. Thứ hai là mình xử lý cái nhân. Thứ ba nếu có thể thì theo em chị nên cho bạn ấy làm cái laser để trị thâm, bởi vì da bạn ấy rất là thâm. Đấy. Và cái này nó làm nó mất tự tin rất nhiều. Đấy, khi mà điều trị rồi thì mình phải hạn chế sơ tay lên mặt, không được cậy nặng nhá. Hạn chế ăn đồ kem nóng và dầu mỡ, đúng nhỉ? Không thức khuya. Đấy là mấy cái cơ bản. Cái đây có dễ không? Có dễ không? Không dễ. Cái đây không dễ. Em biết tại sao lại không dễ không? Bởi vì những đấy, cái đấy người ta gọi là thói quen. Thói quen của em là hình thành theo thời gian, nên em muốn bỏ thói quen thì cũng phải theo thời gian, chứ em không bỏ được ngay đâu, đúng không? Ok, được rồi nhá. Đấy, thế tại sao biết phòng khám mà đến? Chị biết bác sĩ Hoàn mà đến? Chị nghe đài đâu rồi. À, nghe đài à? Anh bố rồi. À, ok. Xe anh nghe đài anh bố. Thì thằng em có chia sẻ ở trên đài cho FM về cái sức khỏe một tuần chỉ có lần này, và thứ sáng thứ hai. Ok, không sao, cái này mình điều trị được chị nhá. Cái việc điều trị khỏi cho nó không khó đâu, nhưng vấn đề là làm thế nào để cho cậu bé này sau này nó không tái phát ấy, thì em sẽ phải giúp nó cái điều đấy, đúng không nhỉ? Để sau này mình không tái phát nữa và mặt em lúc nào nó ở trạng thái tốt nhất nhá em nhá.